Xin chào quý các bạn đã đến với Tin Nóng Bóng Đá ngày 7 tháng 12 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe các cổ động viên Đông Nam Á nói gì về chiến thắng của câu lạc bộ Hà Nội trước câu lạc bộ Ural Red Diamond ở khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League năm 2023-2024. Câu lạc bộ Hà Nội không còn cơ hội đi tiếp ở Cúp châu Á 2023-2024. Tuy nhiên, thầy trò huấn viên Lê Đức Tuấn vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời khi có chiến thắng 2-1 trước Urawa Red Diamonds, đội bóng hàng đầu Nhật Bản. Với kết quả này, câu lạc bộ Hà Nội cũng gián tiếp loại các nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds khỏi hành trình chinh phục AFC Champions League. Đây có thể xem là chiến thắng lịch sử của đội bóng thủ đô và bóng đá Việt Nam tại sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ tại châu Á. Sau khi trận đấu khép lại, cổ động viên Đông Nam Á đã dành rất nhiều lời chúc mừng gửi đến câu lạc bộ Hà Nội trên trang ASEAN Football. Chúc mừng Hà Nội FC đã đánh bại Quỷ Đỏ Urawa, tài khoản Arian Valentino viết. Tài khoản của cổ động viên Ibrahim Bin Ali đến từ Malaysia bình luận. Chúc mừng Hà Nội FC Việt Nam, tất cả những điều tốt đẹp nhất. Cổ động viên đến từ Campuchia bày tỏ quan điểm, Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, không có gì lạ. Chúc mừng Hà Nội, một thành tích quá phi thường từ một đội bóng Đông Nam Á. Cổ động viên Yogi Lumset khen ngợi. Chiến thắng này đã chứng minh rằng trận hòa Nhật Bản của đội tuyển Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Một cổ động viên Việt Nam viết, thật không thể tin nổi Hà Nội có thể đánh bại Urawa Red. Một tài khoản đến từ Malaysia tỏ ra ngạc nhiên trước chiến thắng của đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, một loạt cổ động viên đến từ các nước Đông Nam Á cũng rất ngưỡng mộ trước chiến thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Chúc mừng Hà Nội, chúng tôi thực sự rất vui khi các bạn đã giành được chiến thắng trước đội bóng lớn của Nhật Bản. Cũng liên quan đến câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Ural Red Red Diamond, thì ở trận đấu hôm qua, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho đại diện Việt Nam. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 trong lịch sử ghi được 4 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Á sau trường hợp của lão tướng Nguyễn Anh Đức của câu lạc bộ BK Bình Dương cách đây 7 năm. Theo thống kê, sau khi vòng bảng Cúp C1 châu Á 2023-2024 khép lại, tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng. 3 bàn thắng trước đó được tiền đạo 25 tuổi lập công ở 2 lượt trận gặp Wuhan Three Towns của Trung Quốc. Cụ thể, Tuấn Hải ghi bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi Hà Nội FC để thua sát nút với tỷ số 1-2. Đến trận lượt về, tiền đạo tuyển Việt Nam lập cú đúp vào lưới Wuhan Three Towns đem về thắng lợi 2-1 cho đội bóng thủ đô. Đáng chú ý, thành tích ghi bàn của Phạm Tuấn Hải lúc này đã chính thức vượt cả siêu sao Cristiano Ronaldo sau vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. So với Tuấn Hải, cựu tiền đạo của Man United mới chỉ có 3 bàn thắng cho câu lạc bộ Anas. Ở lượt đấu cuối, Ronaldo không thi đấu do Anas đã sớm giành vé đi tiếp. Thành tích này đồng thời giúp tiền đạo Hà Nội trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 ghi 4 bàn trong một mùa giải AFC Champions League trong lịch sử, ngang với cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức năm 2016. Sau trận đấu, Tuấn Hải và các đồng đội được bầu hiển đã thưởng nóng 1 tỷ đồng, riêng hàng thủ 200 triệu đồng và thủ thành Văn Hoàng nhận thưởng 100 triệu đồng từ ông bầu của đội bóng thủ đô. Phong độ tại AFC Champions League 2023-2024 cộng thêm màn trình diễn ổn định xuyên suốt năm giúp Tuấn Hải có lợi thế trong cuộc cạnh tranh quả bóng vàng Việt Nam 2023. Indonesia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup và đấu trường Asian Cup đã đón tin vui khi cầu thủ Justin Hamner sẽ đồng ý tham dự đội tuyển Indonesia tại vòng chung kết Asian Cup tới đây. Truyền thông Indonesia trong buổi sáng ngày 6 tháng 12 cho biết, nước này đã nhập tịch cho hậu vệ sinh ra tại Hà Lan là Justin Hamner. Anh này trở thành cầu thủ nhập tịch thứ 6 của đội tuyển Indonesia. Trước đó, đội bóng xứ Vạn Đảo đã có 5 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, gồm các hậu vệ Sandy Wass, Jordi Amat, Sene Patinama, tiền vệ Eva Jenner và tiền đạo Rafael Struk. Sau khi chính thức có quốc tịch Indonesia và được hứa hẹn sẽ có một suất ở đội bóng xứ Vạn Đảo, Justin Hamner cho biết, tôi nóng lòng được đối đầu với các đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, các đội Indonesia, Việt Nam, Nhật Bản và Iraq, chung bảng tại Asian Cup 2023. Tôi rất hạnh phúc vì được khoác áo đội tuyển Indonesia. Hy vọng chúng tôi có thể đạt được nhiều thành tựu cùng đội tuyển. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng trong các trận đấu, Justin Hamner nói thêm. Justin Hamner năm nay 20 tuổi, cao 1m87, hiện anh khoác áo câu lạc bộ Wolverhampton tại giải Ngoại hạng Anh. Sau Justin Hamner, đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ nhập tịch thêm cho 2 cầu thủ nữa, gồm Jay Izet và Nathan Joaon. Cả hai người này đều sinh ra tại Hà Lan và đang khoác áo các đội bóng ở châu Âu. Nếu việc nhập tịch thành công, Indonesia sẽ có đến 8 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Vấn đề cầu thủ nhập tịch đang chịu một số làn chỉ trích dữ dội từ dư luận bóng đá ở xứ Vạn Đảo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chuyện Indonesia tích cực sử dụng cầu thủ nhập tịch cho thấy họ rất khát khao thành công. Hậu vệ Justin Hamner chia sẻ, đội tuyển Indonesia có cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup, chúng tôi có cơ hội lớn để làm điều đó. Ngoài Asian Cup 2023, các đội tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ chung bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau Asian Cup diễn ra từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024, hai đội này tiếp tục gặp nhau tại vòng loại World Cup vào tháng 3 năm 2024.
Theo thông báo của VPF, vòng 5 V-League 2023-2024 sẽ có hai trận đấu áp dụng và đầu tiên là trận Nam Định gặp câu lạc bộ Hà Nội trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12. Trận đấu còn lại là Hà Nội FC tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 10 tháng 12. Cuộc đọ sức giữa Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội được xem là trận cầu 6 điểm trên đường đua vô địch V-League mùa này. Hiện tại đội chủ sân Thiên Trường đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm, còn đương kim vô địch đứng thứ 4 với 7 điểm. Ở cặp đấu còn lại, Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An cũng là những đối thủ nhiều duyên nợ. Mùa trước, đội bóng thủ đô đã nhận thất bại 0-1 khi tiếp đón các vị khách xứ Nghệ trên sân Hàng Đẫy. Hiện tại, mỗi vòng đấu tại V-League có thể có 2-4 trận đấu áp dụng VAR và đều phải được FIFA phê duyệt. Các dữ liệu về vận hành VAR, công tác trọng tài ở các trận đấu có VAR đều phải gửi về FIFA để đánh giá hiệu quả tổ chức trong giai đoạn này. Tại vòng 4 V-League vừa qua, quy trình vận hành và phối hợp trận đấu có VAR được thực hiện chặt chẽ hơn. Điều này mang đến tín hiệu tích cực khi việc vận hành VAR diễn ra nhanh gọn và không làm gián đoạn nhiều đến trận đấu. Thông tin này cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày 7 tháng 12 trên kênh YouTube Bóng Đá. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.